cờ tướng Phương Liệt xin giới thiệu ván đấu rất hay của danh thủ Nguyễn Vũ Quân. Nguyễn Vũ Quân gặp Lữ Khâm tại giải vô địch cờ tướng đồng đội tại Vũng Tàu tháng 11 năm 2006. Ở trận này Vũ Quân cầm đỏ đi tiên đối đặc cấp quốc tế đại sư Lữ Khâm cầm xanh đi hậu. Dù thi đấu không thành công tại giải đồng đội châu Á lần thứ 14 nhưng Nguyễn Vũ Quân đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Ở trận đấu này Quân sử dụng thế trận ngũ bát pháo đối lại với bình phong mã của Lữ Khâm, một cao thủ hàng đầu của làng cờ tướng Trung Quốc. Điểm lý thú là ngũ bát pháo lại là sở trường của Lữ Khâm, Nguyễn Vũ Quân của chúng ta lại lấy độc trị độc, định dùng chính gậy ông đập lưng ông, vuốt râu hùm liệu có thành công. Mời các bạn thưởng thức ván đấu. Vũ Quân tiến xe quá hà, bắt trực tiếp mã đen. Mã ăn tốt hỏi pháo đầu. Pháo bình sang, đỏ cũng bình pháo mời đổi xe. Không ngần ngại Quân đấu xe, mã đen ăn ngược về, đôi bên cân bằng. Đỏ phi tượng 7, ổn định thế trận, đen bình xe nhòm pháo, đỏ gác sĩ giữa pháo. Đen tiến xe chóc pháo, tốt tiến giữ pháo. Vũ Quân nâng xe lên hà, bỏ tốt nước sau bước mã đuổi xe, tranh tiên. Đen pháo 3 bình 4 đấu pháo. Đến nước 17, Nguyễn Vũ Quân dùng pháo vật tốt đầu gọi chiếu tạm thời hơn một binh. Ván cờ đã bước vào giai đoạn chung cuộc gay cấn. Lữ Khâm dùng mã đạp tượng hồng vật pháo lên mã hơn voi. Tuy lực lượng tương đối đồng đều nhưng quân của Lữ Khâm rời rạc, chúng ta chờ xem tiếp theo sẽ như thế nào. Pháo đen bên trận địa địch không cây kết hợp, mã lại ở nhà, xe hơi bị động, trong khi đỏ mã xe pháo đang vào vị trí tương đối đẹp. Xin giới thiệu qua về kỳ vương Lữ Khâm, sinh năm 1962, người tỉnh Quảng Đông, ông là đệ tử của Ma Kỳ đệ nhất Dương Quan Lân, ông tinh thông khai, trung, tàn cuộc, trình độ đã ở mức thượng thừa tối cao. Đỏ để khách trương lợi thế cũng không phải dễ dàng gì, lúc này Vũ Quân của chúng ta đã được tốt đầu sang sông. Pháo đỏ phi xuống cản tượng nhằm tỏa biên cắm đáy, xanh thúc tốt biên, phòng chuyển xe sang chóc lại, pháo đỏ lại lui bắt lại tốt, dập dờn thật là vi diệu. Pháo xanh chạy biên giữ tốt dọa cắm rác, lại một lần nữa pháo đỏ thoái lui, dọa đóng đầu, liên tục ba nước pháo đỏ đều rất có lực. Trong khi cây pháo đơn độc của Lữ Khâm khó có thể làm nên cho trống gì. Vũ Quân thúc tốt xem xét tình thế. Lữ Khâm nhảy mã mời đổi, hy vọng cầm hòa. Đỏ nhảy mã tiến công, không đấu. Đen khó đi xe 8 bình 7, chờ thời cơ, đỏ tốt 5 bình 4, mở toang trung lộ cho có lợi cho pháo đầu. Họ lữ xe 7 tiến 3 khống chế căn mã giữ pháo. Xe đỏ trên hà bình sang chóc mã yếu. Đen hồi mã, chóc tốt thực ra vô tác dụng, vì nếu ăn mã xe đâm chiếu sát cục thế trận đen ảm đạm. Pháo đen không tác dụng bình qua lui về phòng thủ. Mã đỏ lao xuống, dọa hai nước chiếu sát cục đen ứng phó ra sao? Tướng đen bình 6 tránh cục, mã 4 vẫn nhảy 6 theo ý đồ, phế mã sau đó bình xe dọa sát. Họa vô đơn chí, liên tiếp thế công như vũ bão của Vũ Quân, buộc Lữ Khâm ngẩng sĩ, tránh xe đỏ. Mải tấn công nhưng không quên phòng thủ, lúc này pháo 5 của đỏ mới nâng 1. Xe xanh bình vào chóc tốt nhằm vớt phát cầu hòa. Vũ Quân ăn miếng trả miếng bình xe đè mã, buộc mã xanh thoái lui phòng thủ, sau đó bình xe hỏi sĩ giữ tốt. Xanh mã lại thoái lui giữ sĩ, mã đỏ cũng ngược về ngũ, dự định ăn sĩ. Phương án tối ưu cho đỏ là sĩ 4 tiến 5, kết hợp tránh cục đỏ lúc này không ngần ngại phi pháo chém tượng 5. Mã bị pháo cản lại nhòm xe, liên hoàn cước của Vũ Quân gia tăng áp lực.
đỏ bình xe dọa ăn pháo, đen phi tượng, đỏ ăn pháo. Đỏ nâng xe bắt nốt tượng què. Xe đen cũng phi chiếu giật hai, cũng bắt nốt tượng. Đến đây mỗi bên đều còn xe mã hai sĩ, đỏ ưu hơn có tốt sang sông, tuy nhiên để giành thắng lợi không đơn giản chút nào. Mời các bạn tự có nhận xét riêng cho phần công lực so đỏ tàn cuộc này nhé. Đến đây Lữ Khâm buông cờ nhận thua trước Nguyễn Vũ Quân. Cờ tướng Phương Liệt xin chào, hẹn gặp lại các bạn.